trò đấy nhỉ. Cháu đây ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. À thế ạ? Vâng, à, của cháu chả biết, cháu không nhớ. Vâng. Vâng. Vâng, vâng ạ. Nhưng mà hãng nào dùng được hả chú? Vâng, cái đấy thì bác. À đấy ạ. À vâng ạ. Nhưng mà bảo hành như nào chú? Vâng ạ. Rồi cháu hả? Vâng, chú nhắn thôi. Chú cứ nhắn thôi cháu giá của cả hai cái đấy nhá. Nhưng mà cái kia dùng tốt hơn là chú, cái hơn 9 triệu ạ. Vâng, ok. Vâng ạ. Thì cái nào hơn hả? Cháu không biết, cháu cũng chả biết cái đấy. Vâng, thì cái đấy là bao tiền ạ? Vâng ạ, vâng, để cháu bảo. Vâng, cháu chỉ cần biết cái nào dùng tốt hơn thôi, chứ còn tiền thì nó cũng xem. Vâng, có gì cháu gọi lại. Dạ vâng ạ. Bố đã ok. Chốt cho Hủ Thiên Yết rồi nhá. Có thấy Anna Nguyên nhá. Mọi người chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em nào. Chia sẻ. Em ơi tìm cho chị thêm mấy đôi đi. Mấy đôi nào hay bỏ đây nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em nhá. Chia sẻ mạnh tay lên cho em nào các chị ơi. Đôi này còn hai đôi à. Bạc nơ này. Đóng nhầm nắp rồi kìa. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi. Không. Mắt em điểm sao ấy. Hả? Phú bê á? Mọi người thích xem thể loại gì mọi người comment cho em nhá. Ờ đôi này còn một đôi này, sót này. Đôi này còn một đôi sót này. Mọi người chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em này. Sục có đế size 37 á, chờ em một chút. Chị Mai Bảo Nam Mai đã gửi hàng đấy nhở. Chị ơi chị đặt quần áo hay đặt giày dép ạ? Chị đặt quần áo hay đặt giày dép ạ chị yêu ơi? Có đơn chị ý. Đôi kẻ này còn đúng một đôi sót này size 30 size 35. Size 35 1.5 nhá, 35 1.5. Đôi này chị mà lấy em để chị 139.000. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá, đây là hàng công ty. 139.000 này chất cực kỳ đẹp luôn. Mà thôi lấy thì em để chị 135.000 cho nốt. 135.000 này size 35.5 nhá, đế này. 35.5. Chỉ có cao gót thôi quá ạ. Đế đây em, đế tròn như này nhá. Đế tròn như này, có đôi size 39 á, chờ em tí. Đây. Mọi người ơi, xe 5 nhóm nhá, xe 5 nhóm giùm em này. Để nhận giày dép không đồng nhá mọi người. View lên 250 người cho em nhá. Có bệt 37 nhiều luôn. Tầm 3 phân bốt là mình có nhỉ, bốt là mình toàn 4 5 ở 3 phân chắc có đấy. 3 phân chắc có đấy. Thôi từ từ tí nữa. Bảo quát được mình gửi ảnh đi. Denner kia có size 35 không? Denner này còn đúng một đôi size 35 này. À đâu hết 35 rồi. Đúng không? Đây 37 mà. Còn 35 không? Em ơi xem với chị Denner bên đấy còn size 35 không? Đen nơ còn 37 thôi, chỉ có nơ bạc là có 35 thôi. Đây là chỉ có nơ bạc này là có size 35 thôi nhá.
Banner như hết rồi, vừa bán ở livestream trước hết rồi nhờ. Hơn chục đôi. Đấy là bạc nơ, không phải đen nơ. Đây nhá. Đôi này chỉ còn 37 này. 35 đây à? Nơ sọc có 38 không chị? Nơ sọc này có đôi 38 luôn này em ơi. Đây size 38 đây nhá. Đen mũi nhọn nơ đây còn đúng một đôi, một đôi size 35. Đen mũi nhọn nơ còn đúng một đôi short size 35 nhá, 185.000 nhá bạn nhá. Còn đúng một đôi size 35 thôi. Đen nhọn nơ này còn đúng một đôi size 35. Đôi này khoảng 3 phân ạ. Khoảng 3 phân nhá. Này các chị ơi, đá cực kỳ chắc chắn luôn. Không phải cái hàng mà bông bung bung linh tinh đâu nhá. Ok mọi người, đẩy view cho em lên 250 người đi ạ. Đẩy view lên 250 người em chơi game tặng một trong các đôi này không đồng nhá. Đẩy view lên 250 người, tặng một trong các đôi này với giá không đồng. Đôi sục lệch cũng đẹp, còn đúng một đôi size 36. Sale sale nhanh nhanh, comment nhanh tay cho em này. Đôi này quá rẻ luôn này. Hàng gọi là, các chị nhìn cái chất da bên trong của nó lót ấy, thích lắm. Đôi nơ sọc mấy phân hả chị? Nơ sọc này không có phân nào em. Nó chỉ có một cái đế như này thôi. Đôi bệt có 38 nhá. Rất nhiều đôi. Ok, Phùng Ngọc Anh để số cho mình này. Phùng Ngọc Anh lấy đôi này hết luôn này. Phùng Ngọc Anh 180. Phùng Ngọc Anh 180 nhá, Phùng Ngọc Anh nhá, 180 để số cho mình với. Đây đây đây. Đây đầy đủ của nó đây nhá. Này này, vui không? Ê nhầm nắp. Này trả túi túi đây. Phùng Ngọc Anh để số cho mình nhá. Mọi người chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em này. Mẫu dạ, mẫu radio này cũng đẹp này. 180. Chả biết nữa Mỹ Linh ơi. Phùng Ngọc Anh để số cho mình nhá. Ok này, đẩy view cho em lên 250 người thôi. Đẩy view lên 250 người em sẽ tặng đôi 180 size 38 hết rồi em ơi, còn đúng một đôi mà đấy. Đã bảo còn đúng một đôi size 35, bán nốt cho chị cái đôi gu xì ở kia với. Đẩy view cho em đi ạ, vừa lên 220 lại tụt view luôn rồi. Do mạng hay do gì đây? Mọi người chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em nhá. Đôi gu xì ấy cũng đẹp này, 39 này. Đôi một đôi một 180 size 38 hết rồi nhá. Đẩy view cho em lên 250 người em tặng giày dép không đồng này cả nhà ơi. Rồi không thì bây giờ em cứ bán một số đôi. Chị nào chốt đôi nào thì lấy nhá. Chốt đôi nào thì lấy này, bây giờ em sale đôi này đi. Đôi này còn đúng một đôi. Đôi này size 37 này, đôi này size 37 còn đúng một đôi, chị nào lấy em để 140.000. Size 37 còn đúng một đôi nhá. Chị nào lấy em để đôi này thôi 130.000 đi. 130.000 xe 37. Xe 37 130.000 nhá. Ai lấy comment 37130k. 130k kèm số điện thoại có cao gót nhá. Đôi dưới bao nhiêu chị hỏi đôi nào chị Thủy Huỳnh ơi. Đôi này xinh chưa? Này 125.000 luôn này, cho hết đi. 125k xe 37. Đâu nhỉ, cái đôi của nó đâu nhỉ? Chả biết đâu luôn. Đây. Sục nhá, đôi này đôi sục này màu này cực kỳ đẹp luôn. Thì sale cho mọi người đây em. Mọi người không thích mua sale thì mình bán giá niêm yết, tùy mọi người thôi. Đôi lưới màu đen này em còn đúng một đôi thôi chị ơi, shop size 37. Đôi lưới màu đen này còn đúng một đôi size 37. Đây này. Đôi này còn đúng một đôi size 37, chị lấy em để 140.000 nhá. 139.000 đấy, bớt 1.000. 125k size 37. Ô da lạc lấy đây còn đúng một đôi đâu rồi? Đây này. Ô da lạc hết rồi. 125k em hết rồi ạ. Đôi này size 37 này, chị nào lấy 139.000 nhá, radio 135 thôi cũng được, ok ạ. Hôm nay bán sale luôn đi, sập sàn luôn đi. 135k kèm số điện thoại cho em nhá. 135k kèm số điện thoại. Đây nhá.
này còn 3, còn 37 thôi. Ok chưa? Em sale nốt đôi này nhá, là size 35. Size 35 này, sale nốt đôi này size 35 120.000. Ai lấy comment là 120k. 120.000 em nhá. Đây em xem này, lót này. Đây nhá, 120.000. 120k size 35 còn đúng một đôi. Đây đầy đủ hộp của nó đây nhá, 120k size 35. Có ai lấy không ạ? 120k size 35, hôm nay chán luôn. Bán kiểu siêu siêu ấy. Đôi đen đá này 170 nha em nhá. 169 đấy nhỉ. Với bán bao nhiêu? Chốt em đôi đen nhọn nơ đen size 35 nữa nhé. Là gì? Đôi này có người lấy mất rồi em ơi. Em chốt sau có người lấy mất rồi. Đôi này 120.000 thôi. Ui quá rẻ luôn, em thề. Ở trên bán 149.000 các chị tranh nhau ấy. Đôi này đẹp mà, đôi này có màu gold nữa, màu gold hết rồi. Đẹp dã man mà các chị không chốt, chả hiểu cái kiểu gì. Có thấy Tiên Út, Tiên Út hỏi gì á? Đôi kẻ 120 em ơi. Đen đá còn màu bạc không chị? Còn em ơi, đôi đen này còn màu bạc nhá. Đây. Đen đá này còn bạc đây nhá. Xong rồi. Không nhảy comment luôn. View làm sao nhỉ, cứ tăng tụt. Có thấy Zumi, Zumi ơi. Có size 36 tùy đôi nhá. Mọi người hỏi đôi nào size nào comment rõ giùm mình với. Hôm nay bán làm sao ấy. Chưa đến giờ. Còn một đôi này cũng xinh này. Đôi này cũng còn một đôi size 36 luôn này. Lấy em đôi 35 và đôi 38 nha chị. 35 nào. Em phải comment đặc điểm ấy. Đôi đen đá có size 37. Đây còn đúng một đôi size 37 chị ạ. Đôi đen này còn đúng một đôi, một đôi size 37. Zumi hỏi đen đá màu bạc. Hả? Zumi hỏi đen đá màu bạc. Đen đá màu bạc à em? Em lấy một, em lấy 35 và 38 à? Bạc đá 35 và 38. Em ơi lấy 35 và 38. Đây 37. Tìm 35 38 á chị. Đen đá màu bạc là nào? 169 đây. Nơ đen. Đen đá nhỉ, có lẽ hỏi bạc đá. Bạc đá. Đấy cái đôi bạc 35, 38. 38 hết rồi sao ấy? Đây. Ôi còn đúng 38 luôn. Tức là em lấy hai đôi này đúng không? Một đôi 35 và một đôi size 3, size 38 đúng không? Yuzumi ơi. Đây 35 và 38 đây nhá. Yumi ơi, Yumi lấy 35 và 38 đúng không? Bạc bạc đá 38 hết rồi em ơi. Đây để cho Yumi là hết rồi. Yumi lấy hai đôi này à? Bớt 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 cho Yumi đi. Đang là 169 á, bớt còn 165.000 một đôi. Cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy. 38 đâu nhỉ? Hay chị nhắc nhầm vào đấy rồi. 35. 36 mà. 38 là chiếc mẫu rồi đấy, chị vừa để đây này. Cái hộp của nó đâu nhỉ? Đây đây đây. Yumi ơi ok nhá, 165.000 một đôi nhá. Kiểm tra phải 38 không chị? Đen đá size 37. Có một chị lấy đen đá size 37 kìa. Chị lấy đen đá size 37, chị Thu Hương không giấu. 37 đen đá hết luôn này, còn đúng một đôi. 37 chị Thu Hương nhá, chị Thu Hương lấy đôi 37 này nhá. Thu Hương không giấu ấy, 0973140. 0973140 đi này, Thu Hương này. Này. 0973140 chưa? Yumi 3538 nhá, kiểm tra lại sai. Chị ơi, bởi vì hôm qua nhân viên của em nghỉ. Đen đá 37 hết rồi ạ. Đôi bạc đá này em còn size 37 này. Đôi bạc đá này còn 3537 nhá. Bạc đá 3537. À đâu, 3637 chứ. Bạc đá này còn 3637. Bạc đá này còn 3637. Phương Nguyên, đơn Phương Nguyên đi rồi. Đây nhá, 3637 nhá. Đây em còn một cái mã này. Mã này thì có 38 này. Chị nào mà không lấy đôi kia, lấy đôi này size 38 được này. Đôi này có đôi size 38. Chị nào vừa chốt bạc size 3, size 38 nhá. Lấy bạc đá 37. Ô Gia Lạc. Ô Gia Lạc có đơn rồi đấy. Bạc đá 37 còn đúng một đôi luôn. Hết này. Ôi mấy đôi bạc bạc này bán nhanh dã man. Về bao nhiêu độ ấy. Bạc
bạc là 37 của ô ra lạc ấy. Đôi này size 38, vừa nãy bạn nào lấy bạc 38 nhỉ? Bạc đá 37 hết rồi chị Phan Thùy Dương nhá. Bạc đá 38 vừa nãy có ai chốt thì lấy sang cái hoa này cũng được này. Nó cũng xem nhau, cái nơ này cũng đẹp. 169.000 nhá bạn nhá. 169.000. Đây. Đôi này nhá, đôi này vừa nãy bạn nào bảo lấy size 38 này thì lấy sang hoa này cũng được. Hả? Phan Thùy Dương là bạc đá 37. Ở trên cơ, 338 cơ. À đây, bạc đá 37 có một đôi này. Đây đây. Ok, Phan Thùy Dương có lấy đôi này không? Chốt lại cho mình nhá. Nếu mà lấy thì comment là ô ok giúp mình này. Còn đúng một đôi 37 đang ôm trong lòng mà không biết. Còn một đôi 37 đây nhá. Em ơi, em xem cái bạn gì vừa chốt có phải chị đưa cho bạn 37 không? Hay đưa nhầm 35. Bạn nào lấy bạc đá 37 nhỉ? Phan Thùy Dương ơi, Phan Thùy Dương có lấy đôi này không ạ? Ok, Phan Thùy Dương 37 còn đúng một đôi mình đang ôm trong lòng mình không biết. Phan Thùy Dương. Đôi đen nhọn này còn đúng một đôi size 36 thôi. Bạn gì Hồng nhỉ? Bạn gì Hồng ấy bảo bạn lấy cái gì nhỉ? Bạn gì mà gộp đơn ấy. Đây nhá, đôi này size 36 này cả nhà này. Đôi này size 36,5 nhá, chị nào lấy em sale luôn 160.000. Ok, Phan Thùy Dương. Đôi này ai lấy em để 160.000 luôn, có gót nhá, cái này sale đấy. Em cảm ơn chị Hoa Chu, thank you tình yêu. Nói chung là đôi nhỉ. Trần Hồng lấy đôi này đúng không? Lấy Trần Hồng 160.000, ok nhá, chốt Trần Hồng này. Trần Hồng có đơn rồi đấy. Sale nốt cho hết đi. Trần Hồng rồi, ok Trần Hồng. Em lên cái đôi radio này nhá, radio này size 37 này. Chị nào lấy em để nốt 130.000 thôi, 130.000. Ai lấy comment là 130.000. Em cảm ơn chị Hoa Chu. Đôi này nhá, 130.000, còn đúng một đôi size 37 nhá. Còn đôi đá bạc không? Đây nhá, đá bạc em còn đôi nơ này size 36 này. Đôi nơ này size 36, nơ 36 này. Nơ này là 38 này. Đây nơ 38 em đi thử nhá. Cái đôi radio này chịu, mình không đi vừa. À đâu, size 37 thì ok, chờ một chút mình sẽ đi thử này. Đôi bạc này em còn size 38 này. Đôi bạc này 169.000 cho em này. Đây nhá, 169.000. Còn đôi này size 36 thì chịu không đi vừa này. Em mình đi thử đôi radio nhá. Size 38 này 39 vừa không? Đây là 38 1,5 đấy ạ. Nếu mà chân chị không dày quá thì vừa nhá. À xem đôi này có 39 không? 37 đấy. 37 hai cái đôi này 37. Để em xem rồi. Đây 38 à? Đâu? Nó bị xóa. Đây là 38 hay 37? Em nhìn số thì 37. Nơ 38 Đinh Thu Vân. Nơ 38 Đinh Thu Vân ok, 169.000 cho mình nhá. Đây ạ. Đinh Thu Vân cầm đấy. Đây nhá, đôi radio 130.000 mình đang đi thử lên chân cho mọi người xem này, size 37 chuẩn luôn nhá. Size 37 130.000 cho em nhá. Radio này 130.000 size 37. Đá bạc hết 37 rồi ạ. Đôi này nhá, size 37. Em lên đôi này size 38 này. Màu này cực kỳ đẹp luôn, size 38. Màu này siêu đẹp luôn nhá, size 38 135.000 này. 135.000 size 38. Nơ 38 Vạn Ngọc. Nơ 38 là cái gì nhỉ? Cái đôi nơ độc ấy. Ơ nơ độc bán rồi mà. Chị vừa đưa cho em đúng không? Nơ 38 hết rồi chị ơi. Bây giờ chỉ còn đôi này thì còn size 38 thôi. Chị lấy nơ kẻ để size 38 thì comment nơ kẻ cho em nhá, còn nơ kẻ thôi. Đôi này 135.000 này. Mà chị nào vui vẻ bớt 5.000 còn 130.000 cho nốt này. Màu này cực kỳ đẹp nhá. Màu này đi mùa đông cực kỳ đẹp. Màu này tây lắm các chị ơi. Này. Đôi này còn 38 này. Đôi này 38, 37 hả em? Đây là 38 rồi. Có cả 37 ở dưới này. Thế thì còn 30, 38 đây rồi. Đôi này còn 38 và 37. Đôi bò đang đi size 38 này. Đây nhá. Đôi đen lưới này là 130.000.
có đế nhá các chị nhá, 130.000. 130.000 này. Đây ạ. Đá bạc size 36 còn chị ạ. Đôi nơ này. Đôi nơ này còn đúng một đôi size 3, size 36. Đây là nơ nhá. Ai lấy nơ 36 comment là nơ 36. Còn đây là size 38, chân mình đi 3 đi 37, mình đi 38 hơi rộng. Thực ra là sục ý thì nó cũng xem nhau mọi người ạ, tùy vào chân dày chân mỏng nữa. Đây đôi này thì có 37, 38 này. 37, 38 còn kiểu khác, chờ mình một chút. 37, 38. Đây. Mọi người phải nhìn cái chất của nó này. 37, 38 nhá. Đâu ai chốt gì chốt nốt cho em nào. Còn ai chốt thêm gì không ạ? Cho chị đôi nơ đen. 61 người xem, mãi chưa. Đôi này xe 37 đấy. Đôi nâu là xe 37. Thôi chết rồi em ơi. Đổi giày cho chị kia lấy size gì nhá. Nhưng mà vừa nãy cũng còn đúng một đôi size 35 thôi mà. Cho chị phải 36. Sục gót này nhá, sục nâu này chị nào lấy em để 159.000 này. 159.000 còn 37 với 37. 35. Đều 37 à? Đôi này đều còn size 37 nhá. Đôi này cả hai đôi đều còn size 37, em còn có hai đôi thôi. Có đôi 42 không? Không ạ. Đây nhá. Ờ chắc do mạng nó chập chờn nên nhiều người dùng quá. Em nhận được giày rồi này, Loli Kiều Anh này. Chị giao hàng nhanh ghê á, mà giày đẹp nữa, cảm ơn Sóc nha. Chị lấy 35 à? Vừa bán một đôi xong. Chị tưởng chị quên mất. Bảo chị chuyển qua mẫu khác. Hoặc là bảo chị gửi lại mình trả tiền. Không có size 38 mà chị để ý thêm tí. Chốt tiếp xem có ai hủy không. Kiểu gì kia mấy hộp vàng vàng kia. Tìm thử xem. Cảm ơn bạn Ngọc nhé. Thank you bạn Ngọc. Đôi sục cam còn không? Sục cam nào má? Đôi này còn 37.